trai hậu ý phân đỏ phải thấu kẻo sư trai chữ diệu lý diệu chữ ý chữ ý chủ hiểu cho sư lý trai ý diệu hiểu lý diệu lý diệu chữ chủ bổ sung chơi che xin tờ lý diệu lý dụ lý do lý diệu vâng lý do khoang chỉ có nghĩa là hơn nữa phải không thầy? đúng rồi, hơn nữa, ngoài ra hơn nữa phải Hơn nữa, ngoài ra hơn nữa là liên từ dùng ở cái đầu câu, dùng ở cái đầu câu một cái câu sau biểu thị là còn những cái lý do khác, biểu thị là bổ sung cái lý do hoặc là còn những cái lý do khác phải không ạ? biểu thị là Đúng ngoài rồi. những lý do hiện có Vâng, thì còn có những cái lý do khác cần và phải bổ sung. bổ sung thêm những lý do mới. Đúng rồi. Vâng. Y vâng. Na xẻo chi phảng phố cang chu u mấy chỉ then. Khoang chỉa sư u hay tạ sân trự. Có ai chí là. Cái ổ gà con ấy dường như là đã nở ra có mấy ngày thôi. Thì hơn nữa thì trong cái dáng mạo của chúng thì mũm ma mũm mĩm thì đáng yêu cực kỳ luôn. Đây. Và chưa thao pháng trự treo thung phan ben phu chim diểu su ten khoang chỉa pháng chủ phu Phạm yêu Chu, Phạm Chu. chu vàng vàng tháng chu yêu phú quay chân sư trái hứa sư phú cua là cái ngôi nhà này đấy thì là giao thông rất là thuận tiện thì gần đấy này có cái hiệu sách hơn nữa thì cái giá thuê phòng thì lại ổn đấy đây thật là thích hợp quá đi rồi Đây. san xoay rán chưa cung chua hấn khổ tan ủa bu xẻng lý khai sen sen trai tợ cảng quầy in quay hấn triển tan ủa trai sứ yếu chính dê cung chua là san sứ tu lén dở phân nán Chỗ này phải đọc là kháng dê thầy ạ. kháng dê bằng Đấy, kháng dê cung ngành nghề san sứ bằng san sứ tu lén à, dở sự tua nén vâng 20. Ừ. ơ sứ tu lén dở phân nán xưa tập chính cản khoang chỉa cuối dĩa dưa ai chư chỉ tạo choan dê hai xẻng dẻo yếu sủa chứng chiêu Nán sửa đấy nhé. Nán sửa. Ừ. nán sủa vâng Chẳng nỡ đấy. đâu 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 nán sủa đâu Đây. năm năm gì có Nhiều nán sủa phần nán sửa. Thế là đọc là sửa, thế sửa bút tứ lý khai nỉ đấy. nán sửa chứ không phải À, sửa đấy không ạ, sửa. nán Tâm sửa và mẫn việc của nó là xá đấy. Nan vâng xá. nán sửa là xá đấy là ví dụ trong nhà chùa rất hay có cái câu này này là xá lợi Phất đấy mặc dù Đấy. công việc này thì rất là vất vả nhưng tôi không muốn rời bỏ cái vị trí hiện tại của mình lý do rất đơn giản là tôi đã làm việc trong cái ngành dầu khí hơn 20 năm rồi và rất khó để có thể rời bỏ nó Đây. ngoài ra tôi cũng yêu nghề và muốn đạt được cái hơn nữa cũng được hoặc ngoài ra tôi cũng yêu nghề và muốn đạt được cái điều gì đó và muốn đạt được một cái thành tựu nào đó và Cái từ xá lợi Phật thì có phải là xá là vứt bỏ không thầy? đây là lấy chữ xá này đây ạ à? Xá lợi tức là bỏ đi cái lợi ích đúng không? Hay là Không ạ xá? à. Xá lợi Phất đây là một cái nhân vật nổi tiếng trong Phật giáo còn đâu xá lợi Phật đấy thì là cái phần mà Sót lại. cái phần của vầng cái phần còn lại của những cái vị chân tu mà người ta kết tủa lại thành các cái hình thù khác nhau nó giống như các viên đá quý hoặc là những kim cương thì À. là có xá lợi Phật và xá lợi Thánh Tăng thì khi mà những cái xá lợi này thì dành cho những bậc chân tu mà người ta đạt được một cái cảnh giới cao nhất của đạo Phật đó là cái sự giải thoát giác ngộ thì người ta để lại những cái minh chứng cho cái cuộc đời này biết rằng có tu và có chứng tức là
tự tự nhiên là có học thì có sẽ có biết đấy ạ. Vâng, có À, tu thì có chứng, mà có học thì có biết, thế thôi ạ. à, Vâng, ok. Xin chào. Đó, thế thì hiểu không? có à, hiểu Đó. đó. Tiếp theo lên đi liền. Mai làm câu này đi. Vâng ạ. Ui qua khẩu. Cái là quay qua khó lệ tấn này rúng chuyển giữa sư ta tờ quay trừ. Phây phây xính hóng. Phây xính yuán chạy chi tạo. Phây xính yuán chạy chi tạo mù tì tì sứ. Nâng chèn tù bú tạo ủ bái mỉ. Ta ta tì yu quy định bao chuẩn. Chữ yếu sư cơ mã tân. Trọng mình. Quang chia cái chi chẳng mấy yếu yê yê kháng à. Yê kháng bay, yê kháng sơ bay. Phi hành gia khi mà lái máy bay đến đến nơi thì có tầm nhìn không đến 500 mét. Thấp hơn so với tiêu chuẩn quy định. Hơn nữa thì cái đường bay này lại không có cơ sở, không có đường bạ, không có đường bay đêm. Thiết bị bay đêm. Nên Sơ thiết bị bay là cơ sở thiết bay đêm, ừ. thiết bị bay đêm á. Ừ. Sơ bay là thiết bị mà. Đây là các cái thiết bị Cái linh cơ kiện này sở này. thì gọi là Không có cơ sở bay đêm nên chỉ có bốn cái đèn chiếu sáng. ok. Chờ sự chạy chi của bộ trưởng chuyển ủy chính là y mỹ chạy chi đoạn y y y lái chạy chi đoạn ở lái chơi theo dễ vô hỏng khó mãi của sẽ hào hào siêu sĩ siêu sĩ phụ sĩ phụ sĩ công cửa khoan chỉ chạy chi của hậu chiêu sư khảo sư dễ có ý chạy chiến trụ đoán hoàn. Cái kỳ nghỉ lần này tôi không muốn đi du lịch nữa. Một là kỳ nghỉ ngắn, hai là giá vé xe cũng khó mua. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, ôn tập bài tập. Hơn nữa thì sau kỳ nghỉ lại là kỳ thi rồi, cũng có thể đi chơi ở nơi gần một chút. Cô này thưa mấy thầy giáo cùng mấy Mai ạ. Cái chữ Dạ. y hôm nay lại học được thêm y lái và ơ lái, tức là một là hai là nhỉ, hay Vâng nhỉ? đúng rồi, một Y là hai lái, là giống tiếng Việt mình ấy. vâng, Y lái, y ở lái, lại. y ơ Nó bằng lái mấy trong tiếng nó bằng Anh. mấy y tí ơ phải không ạ? Ti Vâng. ti ở đúng rồi. À, Đó. hay nhỉ, Đó. y lái. Đó. Đó. Pi chinh y nén của ủ sứ. Mắng là trống trống san thiên. Tha thu rán pha chen tư chỉ xoang thuẩy ỷ ú phả chan chan quẩn à. Thấu thống uy liệt. Trang quẩn, vâng, Đang quẩn đúng quẩn không? thấu Quẩn đứng thống uy vững. liệt. Quẩn quẩn Khoang chỉ ở tha nguyên bản châu chưa hiểu xin trạ xin trang bình ta cha cán chỉnh bà tha xung tao là y yuan. Dù sao pi chinh ở đây là cũng là dù sao vậy thầy nhỉ. đúng không? Dù sao là dĩ niên quá 50 à, thì có nghĩa dù sao cũng đã ngoài 50 tuổi đúng không thầy? Đúng rồi. Nhưng mà cái cách dùng từ này của nó không không ấy nhỉ, không Ừ. không 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 như cách nói bình thường. Ví dụ là pi chinh dù sao cũng đã 50 tuổi, Đỗ sao? bận rộn cả 3 ngày. Anh ấy bất ngờ phát hiện ra, anh ấy đột nhiên phát hiện, anh ấy đột nhiên cảm thấy đôi chân của mình không thể đứng vững được, đầu cũng đau, đầu cũng đau dữ dội. Hơn nữa anh ấy vốn có bệnh tim. Mọi người nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Chữ pi ở đây có nghĩa là nếu mà của nó cái nghĩa của nó là bị cao mà hơn đấy, có nghĩa rằng là đã quá 50 tuổi rồi đấy ạ. Ừ. Dù sao Dù cũng đã ngoài 50 tuổi, sao ở ngoài quá 50 rồi.
Vâng. Ta ta Vâng. xíu sư Vâng. À, ta xin dùng sứ dùng chai mẫu xia sứ sứ linh xử lý bằng sứ chen chia mù chén biểu sư chén teo nghi rú. Ta là một đại là một tính từ được dùng trước một số một 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 số sứ linh là gì ở Thái? thời lệnh, Mùa này không, một tức là một số một số cái giai mùa, đoạn, một số giai đoạn, một số thời gian này, một và số ngày lễ hội, chia rư là lễ hội, một trước lễ số hội. ngày lễ hội phải không ạ, nhất để mà thể hiện cái sự nhấn mạnh phải không ạ? Đúng rồi. À đấy, hôm nay mình để học được thêm cái nghĩa của chữ ta nữa đấy, ngoài là cái lớn này đấy. Vâng. À, tha y ta trinh chảo chiêu bố chư tao máng sầm mơ chuyên đâu. À, anh ấy một Từ rất sớm, anh dạ từ rất sớm, ý anh tại ấy chính chào. và anh ấy từ rất sớm thì đã không biết đến anh ấy không biết phải làm gì khi mà hạn khi mà không khi Cái mà này là trinh không biết là bận gì đi đâu rồi. không biết bận cái gì từ sáng sớm. Vâng, không biết bận gì từ sáng sớm đi đâu rồi. Thế à? Đây Anh ấy từ sáng sớm không biết là bận gì mà đi đâu rồi. đúng rồi, sớm Vâng. mất truy là Vâng. Nhưng mà Trinh Han nếu mà nó đứng độc lập thì của nó là chinh hạn. chảo, chinh chảo, chinh chảo, Xin chào. thanh Vâng. tảo, À, không đúng rồi, không Trinh. không không phải Vâng. khan, khan là một chữ can bên dưới cơ, Cái à từ ta là nó mang ý nghĩa nhấn mạnh là đúng không? Từ rất sớm đấy, từ đúng rất rồi đấy. sớm. Ví dụ là tà tung thiên là giữa mùa đông ấy, kiểu như nó nhấn mạnh vào chính giữa luôn đấy. Và đấy à, ta trong mùa tờ răng rấn che tua xoay hơi ba Trung xoay, vâng. À, xoay chứ xoay hơi ba đã giữa tuần rồi thì khiến cho cái tâm mùa là cuối tuần. vâng không, nhưng mà ta đây phải dịch rõ phát nghĩa cái chữ ta ra chứ thấy. Không, nó chỉ là Đúng nhấn vào mạnh cái thôi. này là cuối tuần đấy thầy ạ. À? Cuối Đúng vào tuần cuối rồi. tuần đấy. Vâng. Đúng vào cuối À, tuần. vâng. Nó nhấn mạnh thôi. Đúng vào cuối tuần. Khiến bằng đúng vào cuối tuần khiến mọi người thì thích ngủ nướng rồi. Đây. San chủ phu khô cản trai y. Ta tung thiên tợ chưa lý. Lý chuân trự diêu duyên. Phân minh bố cai diệu chưa mơ. Xiao tợ chi chi si á Chi chữ, chi à chữ con chi gà tợ mà. à đấy chi chữ vâng. Cái ông ba ấy thì cảm thấy rất là ngạc nhiên sao mà giữa cái mùa đông này à thế ta đây thì giờ lại là giữa đấy phải không ạ, Đúng. à hay là à không giữa cái mùa đông lạnh lạnh giá này thì ta đây cũng có thể là nó khuếch đại cái thời gian rồi mà đấy Vâng. sao sao ở cái tiết Cái này là mùa đông này xử lý đấy. vâng ở cái tiết thời trời mùa đông này phải không ạ, mà Vâng. lại cách xa cái thôn làng ấy để rõ ràng là không không nên có cái con gà nhỏ như thế này, mà sao lại xuất hiện cái con gà nhỏ như thế này vậy, có Đúng thể dịch rồi. thế cũng được Cái điều đều lạ, lạ lùng. vâng. Điều chí quay được. Học. Nên ý Phải không liền. Tôi ạ. ạ? Đấy, thế thì vâng, nên ý này, nên xem Suy chữ chung. men tờ ta hứa sang men chém tờ ý sư bù ý ra giữa các cái câu ở dưới đấy thì chỉ ra cái chữ ta ở trong cái câu nào và nói cái ý nghĩa à không mình phải dịch cái này chỉ ra cái điều cái ý nghĩa không khác nhau ở trước và trong cái câu mà có chữ ta phải không ạ? Đúng rồi ạ. Ừ. Ui yang.
Và ta chính thiên, ta Ta chính thiên, đại tình thiên. vâng vâng sao giờ không mưa mà mày lại mang ô thế? Thế cũng được mà thầy, Trời, trời đâu nắng chang chang như thế này phải mang đấy, ô làm cái gì? đấy Rồi. xong phải không ạ? Ta Ta nén chu chu y tạ à, giữa cai họ hao siêu chi á à, siêu chi á mới bắt đầu cái năm thứ nhất ý, thì cũng nên là nghỉ ngơi thêm một chút đi. thầy ơi, đây là vào ngày mùng 1 Tết chứ thầy? Những ngày À, đầu à năm, không, quy. Quên những ngày đầu năm, và Cả nếu hay là quy tòa hôm nào quy mùng là ngày 1 Tết. mùng 1 Tết đấy ạ. ngày mùng 1 À, Tết hôm nay là mùng 1 Tết đúng vào ngày thì mùng 1 cũng Tết thì cũng nên đúng nghỉ là ngày mùng ngơi 1 Tết đi. thì cũng nên là nghỉ ngơi đi. Ừ. Vâng. Vâng. Bị tí tí ta san xuê. Ờ, cái thằng anh ấy thì nó lớn hơn cái thằng em 3 tuổi. Vâng. Đúng vậy. Lớn hơn Bảo là phụ cái rủ. tính chứ. Phải không ạ? À, hắn hào. Ta bố chưa biểu sư Tao trai phụ của hắn. rủ. Tao phụ rủ. Cho sát vào đây cho các bạn. Vâng, tao bố rủ biểu sư trai tua phang men. À, bị treo chư hầu xuyển chứa chi y. Kháng vĩ, kháng vĩ này, vĩ chi. Ta bay sự Ủy rung ủy hợp à, ủy vị ủy và chí. vị trí và vị trí à, ta bay sử dụng mi chủ à, tạo bất như đây Ừ, đâu biết à, như tạo bất như thì nếu mà dịch chuẩn thì là như thế nào thì chuẩn nhất thấy tạo bất như đúng biểu thị ý à, nghĩa trái ngược chi bằng nhược bằng. nhược bằng à, đúng Ừ. rồi, tạo bất như bằng tạo bất như à, ví dụ mai ơi, ví dụ nhiều khi những cái âm Hán Việt của mình ấy, mình cứ để thì nó lại là hay hơn cho mình, đừng đừng Mình đừng sửa. dịch ra nhé mai nhé. Ví dụ như là mai ơi, alo Dạ vâng, dạ đây đang nghe ạ. mai ơi, ví dụ như là cái câu mà ví dụ thập phần hôm qua ấy, thì nó sẽ hơn cả chữ rất đấy ạ, bởi vì Đúng thưa thưa mấy thầy là thế này, ví dụ như là trong cái văn cảnh mình nói là gì, đó là ví dụ như hôm nay hội nghị đã thập phần viên mãn, tức là rồi. nó còn mang ý nghĩa là nó còn hay hơn, có ý nghĩa rằng hôm nay hội Quán nghị chiến sơ phân. đấy, tức là nó đầy đủ và nó mỹ mãn cũng như mọi thứ, để gọi thập phần viên mãn thì nó khác với cái việc mà bảo rằng là Rất vâng là rất, nó còn hơn cả rất phải không ạ? vâng vâng Nó vâng hoàn toàn đấy, thì là tức là nó sẽ đạt tới một cái mức độ hoàn hảo. Thế thì đôi khi là ví vâng dụ nó còn hay hơn cả chữ rất nhiều cơ đấy. Thế ví dụ như là nhược bằng ấy à, cái câu này lâu lắm thì cái nhược bằng ở đây thì miền Bắc nhà mình thì hay dùng cái gì nhược bằng này, chứ nếu mà bây giờ mà như miền Trung miền Nam mà mình dùng cái nhược bằng này thì chắc là người ta cũng khó để có thể tưởng tượng chi bằng thế ạ, à. chi bằng chẳng bằng bằng Lúc đấy cái mic của thầy rõ hơn, bây giờ cái mic của thầy nghe nó nhỏ hơn. bằng à, bằng có nghĩa là chọn một cái sau khi so sánh nhiều các cái khía cạnh đấy phải không ạ? Thường dùng Rồi, một và chọn ra một cái ở trong đó chuyển chứa chí y, và chọn chọn ra một cái. là cái nhánh nhược bằng hoặc là hoặc là Và nhược thường bằng kết hợp với từ thà rằng. vàng 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 nó thường kết hợp với chữ thà rằng, Đấy. ví dụ phải không thầy? Đúng rồi, thà như thế, thà rằng như thế thôi. Vâng đấy, mai 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 dịch là gì mà hay hơn thầy là nhược bằng nhỉ? Thì Chi nhỉ? bằng. À, chi bằng chẳng bằng thầy. À. Bằng chẳng. À, cái câu này thì hay hơn. Vâng. Nó không phổ thông.
Ừ, đang. Chả chi. Đang xe chi ở số diệu tờ lùi chiếu chính tiền đâu sư dẫn san dẫn hỏi dẫn khỏi chiêu xoan nấng mãi sang chưa theo Thầy ơi, thầy cho cái mic của thầy nó sát hơn đi ạ. À? bu hảo tả bu rú. Tảo phủ rú. Hình như là thầy để cái sách chặn giữa cái mic với cái miệng của thầy là nó bị phần chắn âm thanh nên là nghe không rõ. Thầy phải để À, sách nghe thấp. rõ chưa? Rồi nghe rõ rồi. À, Thầy để thấp cái sách nghe. xuống, thầy cầm cao cái sách lên là nghe không rõ ngay. Chán quá. À, lại anh nhá. Dạ. Ừ, dẫn hỏi tả bu rú trai che trinh 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 chính chỉnh khan khan su thinh thinh in duê cái người mà lên vầng lên non xuống biển ấy à không cái người mà đi du lịch các cái danh lam thắng cảnh ấy thì tất cả đều là được ví là lên non xuống biển Đâu 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 thì đâu. Những cái điểm du lịch này này trong đúng kỳ không nghỉ này, ở đông người đúc đông ngùn ngụt, à, à người đông người núi người biển. số nhiều là À à tất cả vâng. các cái điểm du lịch trong kỳ nghỉ đều đông đông người đông Vâng. nghìn cũng được đông đúc toàn Đấy. đều đông người. À thế thì cái câu này thì cũng phải nên dịch là tất cả các điểm du lịch trong cái kỳ nghỉ lễ phải không ạ? À? Hoặc trong cái kỳ trong cái dịp lễ đấy. Chỉ kỳ Đấy. nghỉ lễ nó có che chi mà. Đều đông đúc người qua lại, ngay ngay cả khi bạn có thể mà mua vé đấy thì bạn cũng sẽ không thể làm được cái ngay có thể là khi bạn có vé thì chơi Không không vui. thì chơi thì cũng không không vui. Đấy, nhược bằng này ở nhà Tĩnh tâm mà đọc sách, nghe nhạc. nghe nhạc thế này thì Ừ. ai kích cậu du Cái câu lịch tung xin phú sư nỉ tạ chiêu phú giao truy chân túa chiêu chân sư tủa chậu tủa tủa à, tủa 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 nhỉ, tố tủa 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 chân tủa tranh đoạt đúng không? chân ngái sư bằng sư sầu bố chu tả bố rú phu chu ý phân nụ ly tứ tao ý phân sâu sâu hua cua phính của học thính quẩn tợ à, hứa xuân tợ dư trữ cái đồ mà không phải của mình thì đừng có đi giành giật nếu mà có giành giật được thì cũng không có thể mà giữ được được bằng hơn nữa hơn thế nếu mà không bỏ ra à nhược bằng nếu mà bạn mà không bỏ ra cái sự cố gắng không không bỏ ra cái sức lực của mình thì làm sao mà có thể thu hoạch được cái kết quả được mà thì không thể có thể là thu hoạch được kết quả và trải qua những cái ngày tháng mà yên bình và hòa thuận cái câu này hay này cái câu này nó có thể là học thuộc lòng đi để cho là ví dụ đi sau này mà có dịp mà bắn pháo là hay đấy Đúng câu này triết lý mà hay mà tung xin phú rồi. sư tạ Đó. chiêu treo truy chân tứ đúng rồi vật của không phải là của mày thì mày đừng có đi mà tranh đoạt chiêu sư Một câu thôi thầy ạ. Ví dụ là tung sư bố sư nỉ tờ chiêu của yao truy trong túa đấy chiêu sư trong lái là dễ dễ sổ của đấy trụ ông này còn đấy hay đấy cái câu đi là hay đấy tức là cái vật gì mà không phải của mình thì đừng có đi tranh đoạt của người khác nếu mà có muốn cố tình mà tranh đoạt thì chăng nữa thì giữ cũng không được hay đấy Ừ. à. À, Phan Khai bằng Phan Khai xem chưa của Pu Chỉnh của Pu Chỉnh su rán chỉ trinh thành nhỉ Cởi kính đúng rồi. Kính lễ đấy. vị trí xua chưa sư y bản xem chưa tả bu rú xua chưa Tạo tạo phụ rủ. tao bu rú xua chưa sư tha
Ta ban sân tở lịch sử. Khi mà mở cái cuốn album ảnh ra thì tôi không khỏi là không khỏi kinh ngạc thôi, thì chỉ cần không thể là không không kinh ngạc được. Thay vì nó là một cái cuốn album ảnh thông thường thì không, thay vì nói đó là một cái cuốn đấy, kiểu mà chỉ cần bỏ chữ chua đi là nói đi nó mất hẳn ý nghĩa. Thay vì nói đó là một cái cuốn album ảnh thông thường thì đúng hơn thì nên nói đó là lịch sử, đó là cái lịch sử của phần lớn cuộc đời của anh ta. Ban sân, bán sân, và ta ban ban sân đấy, quá nửa cuộc đời của anh ta. Mai làm tiếp đi ạ.那接着，为句子选择适当的位置，tìm chọn ra cái vị trí thích hợp cho câu dưới đây. A.与其说大海是一个安静的少女，chi bằng hãy nói đại dương mênh mông là một thiếu nữ tĩnh lặng, thiếu nữ an tịnh. An tịnh yên tĩnh, là một thiếu nữ gì đấy nhỉ, yên tĩnh. thiếu nữ yên tĩnh lặng được. Ủy chí then then quay chén trái bận mắng, thà rằng mỗi ngày đều bận rộn để kiếm tiền. Rồi. Lý hiểu số trên truy phê bình luận cha, bạn có thời gian đi phê bình mọi người. B B vị trí then then quay chén trái bận mắng, À, rằng ngày tao ngày của tao bù rú của chinh chinh phí nào chinh gì đấy chinh phín rơi dự. Thà rằng hàng ngày bận rộn để kiếm tiền thì chi bằng chẳng bằng hãy sống một cái cuộc sống mà cái gì nhỉ, không phải Tiếng An đã rư rồi. Xin là thỉnh. sống một cuộc sống nghèo khó À. thì sẽ là Chương tao trình bù rư rú, rồi. là Tao có nghĩa phụ. là tao bù rú. Cái câu này thì lại nó không hợp với nghĩa lắm. Thà rằng bận rộn, thà rằng B bận đúng không? để kiếm tiền vào, chi bằng hãy sống một cuộc sống nghèo khó. Thế thì nghĩa là lạ nhỉ. Chinh phím tức là đó cho sạch rách cho thơm ấy, chinh nó là sạch mà. Chinh phín là Chinh một chía cuộc sống cung gì ấy, phải? cuộc sống nghèo nhưng mà sạch thì gọi là chinh phím. Thế thì nó Chinh nghĩa hơn phím. đúng không? Là một thì chi bằng hãy sống một cuộc sống cái gì nhỉ? Rách cho thải sạch đó cho thơm mà. Đúng rồi, đó cho sạch rách cho thơm. Chinh phím. Thế Chinh còn phín nghèo khó là phiếng súng. tiến xuống. Còn chiên là sạch. Chiên chía là vệ sinh đấy. Chiên chía cung là nhân viên vệ sinh. Nhớ chữ chiên này, làm sạch. Chiên phín tức là nghèo nhưng mà sạch. Gọi là chiên phín, thanh bần. Thanh bần đúng không? Sống một cuộc sống thanh bần thì nghe nó dễ Thanh hiểu. bần. Chi bằng Gia hãy sống đạo. một cuộc sống thanh bần. Đấy. Không. Thay vì chạy khắp nơi kiếm tiền mỗi ngày phải không ạ? Vâng. Vị trí này, vị trí then then quấy chén trái bân máng phải không ạ? Vâng. Mình có thể là tả bu rú phải không ạ? Tạo vô rủ. Tao bu rú. Sao mình không dùng cái câu rất hay ở trong HVK5 nó có đây, tao bu rú in chư chú trắng lừa thế nào cũng được rồi đấy. Nhưng À mà trong rồi. đây, nhưng mà trong bài nó ghi là cua chim thín rư chữ Đúng rồi, thanh bần là được rồi thầy ạ. thanh Đâu chỗ nào cua bần chữ nhật tử đâu nhỉ, chỗ nào? của chinh phín rượt sự thầy ạ. Nó không phải là điền từ mà nó bắt mình điền rồi thầy ạ.
Trang Lên hai một hai 212 ạ. à Bắt mình điền cụm từ thôi thầy ạ. vâng, nó bắt mình À, có vị sẵn trí đen đen quê trái chén bân mắng. Tao không bù lú của chinh phiến rửa dữ. sao đâu đâu chỗ nào đấy, sao lại sách mình lại không có cái này nhỉ? 212 thầy ơi. Câu đầu tiên của 212. Đây tôi lại đang đang theo dõi ở cái chữ nen ý nen quấy truy chữ xẻn chứa sư tang tờ quê chữ Không ạ. ừ. Thầy mở 212 ấy, trang đầu tiên. Đâu ạ? À? Đâu nhỉ? 212 thầy ơi. Vâng. À đây rồi. À Tàu bu rủ. Rồi. Trinh phân. Đó. bu Rồi. rủ. Vâng. Tiêu. Thế. Vâng. Tiêu. 难的是，将是一个新的东西出来。C，你有时间去批评人家，倒不如好好啊，好好给自己的琢磨自琢己磨，能建设什么琢磨。啊，tôi dần dần bắt đầu hiểu ra được rằng, nếu muốn tìm ra cái điểm yếu của mọi người, sơ hở của mọi người thì rất là dễ dàng. À, điều khó đó là xây dựng trang sửa cái cơ một xin điều gì đó xây dựng mới. được một cái điều gì đó mới. Nếu bạn có thời gian đi phê bình người khác thì chi bằng hãy Suy xét bản thân chi xem bằng có thể hãy xây dựng hãy suy nghĩ xem bản thân có thể xây dựng được điều gì. đấy, chúa múa suy nghĩ suy xét cân nhắc. Chầu sang đa hải sân trụ, của trái phát hiện. A. Ủy chí sô đa hải sư y gơ an jinh đờ sào nữ. Đa bù rú sô sư y chư sùng mẩn đờ. Sung À, sùng mẩn đờ quai sầu. Quai sầu. quái Sùng mẩn thú đó, đờ quái quai sâu sầu. Tại khan sư thính. Tại khan sư thính jinh đờ hải men xiang. Sứ sứ trung mãn cho sung sản khủng bố. Trung mãn cho sủ bù chinh đờ an chéo sản than. ăn treo An treo à thầy? bằng ăn treo sản than ăn treo đá ngầm chứ chéo nó phải là bộ mục cơ, đây là bộ thạch. Và Đi ra đại dương, đi đến đại dương mênh mông, tôi mới phát hiện ra rằng đại biển lớn à đâu rồi thà rằng nói biển lớn là một thiếu nữ yên lặng, chi bằng hãy nói đó là một quái sầu, là quái quái vật hung dữ. Chi bằng hãy rồi. nói biển Ừ. lớn là một con quái vật hung dữ. Dưới ở mặt biển xe tưởng chừng như là êm Yên ả bình. Ừ. Em mà hả hay thì hơn. luôn luôn chứa ẩn Những cái chứa hung hiểm. mỏng là cái Ẩn sự chứa hung đầy dẫy mãnh, những cái nguy hiểm và chứa đầy sự hung mãnh ừ. khủng bố. À, Khủng bố. Khủng khủng bố bố, thì là có đầy những có đầy cái từ an treo là đá ngầm, mà đá ngầm có và đầy các đá ngầm vực và bãi nguy cát hiểm nguy hiểm. ừ. Không thì chữ hung hiểm khủng bố thì để nguyên là nguy hiểm và khủng bố đi ừ. Nguy hiểm khủng bố đấy. À, không thì phải dịch cái từ đấy được. Hung hiểm Lúc nào cũng chứa đầy nguy hiểm khủng bố, có đầy không thể đếm hết được những bãi đá ngầm, không thể đếm được bao nhiêu bãi đá ngầm và bãi cạn nguy hiểm. rồi yo sui can see Vâng. Trang chim trang giao. Trang chim trang giao cùng thống tiền. Tâu sư phu sử. Ô thầy đừng dê màn hình đi nhiều chả đọc được. Tâu đấy. khư ỷ bèo sư khoai giao. Tao mẫu tợ sứ chen à. Chim trang giao bi dê. Tha hai mấy chở tao cung chùa.
tương cận và tương yếu. Thì cái điểm giống nhau thì đều là phó từ, đều có thể biểu thị cái một cái thời gian nào đó rất là nhanh chóng, nhanh nhanh chóng và cấp thiết. Và ví dụ Trang Chin Trang Giao sắp sửa đến cái khi tốt nghiệp rồi, anh ấy vẫn không tìm được cái việc nào. Vâng. Y vẫn Trang Chin Chè sử chen sử dụy. Ô, đấy, thầy dê hẳn đi. Vâng, em kéo cao lên cho thầy dễ đọc. Đấy, nhưng mà cứ mỗi lần kéo thế thì nó lại dê màn hình. Và À, chen chè sử chen sử dụy. thầy Ô. thầy cứ để cho thầy dê, thầy thọ dê xong rồi thầy đọc thế. Thầy thầy nhìn Con trên dê này màn là hình phải thì nó đọc. mỏi mắt đấy. Vâng. Che hua tung sứ, hua xính dũng sứ, kẻo sư sứ chen sang chia chim. Rú rú này, trang chim xe ủ sư tiện sứ, xe nào y chẳng ta gửi. Thiên trang chim hay là tha trận mơ hái bù hồi lái. Cái điểm khác nhau ấy thì tương cận cộng với thời cộng với cái từ ngữ mà biểu thị thời gian hoặc là động từ hoặc là tính từ thì biểu thị cho cái thời gian là sắp sửa tới gần rồi, Vâng. sắp sửa xảy ra rồi. Ví dụ là đã gần đến 4 cái giờ chiều rồi, gần đến 4 cái giờ chiều rồi thì bất ngờ là đổ một trận mưa. Này, câu này là kể lại ấy thế ạ. Khi gần đến 4 giờ chiều thì một trận mưa Mưa to lớn. ập xuống và một trận mưa lớn. Mưa to ập xuống phải không ạ? Vậy. Và cây trời đã tối rồi, thế sao anh ấy mà vẫn chưa quay lại vậy? Cái này là trời sắp tối rồi ạ. À, trời Chim sắp chim tối. hay rồi. Trời sắp tối, đúng rồi, trời sắp tối, tại vì cái việc mà nó tương cận Nó tức sắp là nhưng trời sắp mà tối. dịch nó sắp. Vâng. Trời sắp tối rồi. Chen giao chia tung sứ hua chữa hua tung sứ toán vị hua xính dung sứ chí xảo chính khoang biểu sư bù chảo chiêu giao pha sân mẫu sư hua chản sân đen hoa rú xe duy san san hao xuế xeo chen giao chủy ban bi dê Kén lỉ. kén nỉ và biển lễ và kén nỉ. Giá như nó cứ là cái âm Hán Việt thì mình đỡ phải học ở biển lễ. Rú của chưa sư bu chấn cung xe sư trang giao khuân nán tứ tua tương yếu. Tức là cái điều mà cần thiết và cái điều cần thiết cộng với động từ hoặc là cộng với động từ ngắn mà thầy. Đoạn ngữ thầy Đó, động từ có ngắn. thể Thế thầy cứ thầy dịch cứ nói đọc. là động từ đoạn ngữ là người ta cũng hiểu mà, đoạn Thầy ngữ cứ động đọc từ cụm động từ thì nó dễ là hiểu cụm, hơn, nên là đúng đoạn rồi, ngữ cụm này. động từ, cụm Vâng. động từ và tính từ mà cái tình huống rất là ít biểu thị cho cái việc mà một cái sự việc phát sinh hoặc là biến đổi trong cái thời gian mà không lâu. Đang Không lâu sẽ xảy ra một sự việc nào đó hoặc là thay đổi nào đó, có sự và thay đổi nào đó. ngày mùng 3 tháng tháng sau ấy và à, cái mùng ngày mùng 3 tháng 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 vừa rồi thì cái trường học thì sắp sửa sẽ tổ Cái chức. này là xe yuê là mùng 3 tháng sau ấy thầy ạ. Mùng 3 tháng tới đấy ạ. Không, rõ ràng mình dịch là mùng 3 tháng tới rồi mà sao mồm mình lại dịch là mùng mùng 3 tháng sau. Tại vì là vẫn quen với cái âm Hán Việt xe là sau ạ. Vâng, mùng 3 tháng tới.
mùng 3 tháng sau ấy, thì mùng 3 tháng sau thì cái lớp học à Nhà cái trường học trường sẽ tổ chức à, lễ tốt nghiệp. cái nhà trường thì sẽ sắp sửa chứ sắp sửa tổ chức một cái lễ tốt nghiệp Đây. điển lễ vàng. Nếu như là không cái thành công lần này thì lần sau thì sẽ tiếp tục thành công thôi. Đó, 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 đó. Sẽ khó khăn hơn nhiều. Thì cứ động Đó, viên như thế thì đó, tốt. đó. Bằng trang chim bằng che su len toán nhủy bảo sư su len sang khoai giao tá tao rú chưa bẩn su trang chim sứ quan trự bố cua của y then chiêu khan quán là Đó. cái quyển sách này thì có đến gần một cái vạn chữ 10 vạn. mười vạn chữ và 10 vạn chữ thì có lẽ là tôi một Nhưng ngày nhưng mà tôi thì một ngày thì đã xem hết rồi đúng không? và mấy giờ chưa cơ chung phải không có cái cách dùng này. Đấy. Thế thì và Chùa chùa. tôi không có cái cách dùng nó không có cái cách dùng của cái việc mà biểu thị cho cái việc mà sắp đạt được phải không ạ? Đúng không? Số lượng là sắp đạt được. Thế đây thế thì xẻng tao chin hâu xẻng tao chin hâu chen giao chứ nhỉ Ừ, trường nhau. cái này phải xẻng vâng xẻng tao chin hâu chen giao chai chưa sủa mính 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 phái nhỉ Minh phái tả xuế. phái ta xuế xuế xí của xin trung chi tung chí là Nghĩ đến sau này nghĩ sắp đến là sau này thì sắp sửa mà sắp học ở trường đại học nổi tiếng này, trong sắp lòng tôi mà vô học cùng là vui. mà sắp sửa sửa mà học ở cái trường đại học mà nổi tiếng này thì trong lòng của tôi thì Vô sướng cùng vui. cực kỳ Được. sướng cực kỳ luôn Được. không đấy sướng cực kỳ đấy thầy ạ chi Được. tung chí là Đó. sướng cực kỳ luôn và trung của diệu chen chin sứ chen nén tợ diệu huấn chư chi trải tợ lịch sử Trung Quốc thì có cái văn tự có cái lịch sử văn tự ghi chép đã gần 4.000 năm rồi hơn chứ nhỉ sao cái chỗ này thấy nó sai sai Nó chỉ tầm ta đấy phải thôi. khen ta phải khen tâu xuế xí tao à không cái nền văn hóa của Trung Quốc có từ lâu nhưng mà bắt đầu ghi từ trên mai rùa này và đến khi mà gần đây nhất là ghi ở trên trúc này xong phát hiện ra giấy này à đúng rồi thì cũng phải trên có gần gần 4.000 năm thôi đúng không tha mẩy then tâu xuế xí tao chen chim ban dê chân ninh dẫn phân phụ anh ấy mỗi ngày thì đều là học tập đến gần nửa đêm khiến cho người ta rất là khâm phục thật là Đây. khiến cho thật khiến cho người ta khâm phục lắm Thầy phụ. Ừ. phải không ạ Tôi ạ, thế nào? rú của Trinh Chi choang khoang phu cải sen Cái sản. cải san vâng cải san vâng phu xảo cùng rấn chen giao men đến sư dê nếu như là tình hình kinh tế mà không có được cải thiện thì không ít công nhân sẽ cần thiết là phải sẽ gần bị thất nghiệp rồi thế thì phải là chen chin chứ Trang giàu. chen giao thế Vâng, sắp đối diện với vấn đề thất nghiệp.
sắp đối diện với Miễn Phật liếng là đối diện. Ừ. nghiệp rồi, À. phải không ạ? Vậy. Ngũ Phúc Lâm Môn, Hồ Phú Liên Mẫn. Chơi chữ Liên đấy. À. Bằng Lâm đấy ạ. Đúng rồi, Lâm. Bằng hoan nghênh các quý vị đã quang lâm đấy, thì Lâm đấy ạ. À. Khoa khoa nhìn quang lín. Vâng. Đó. Quang niệm. Đó. Đây Cái tiếp. Vâng. từ đấy cũng dễ, mình đọc qua đi. Phân số, phú số này, phú quây, phú sứ, phú chén, phải không ạ? Vâng. Ừ. Thế thì yển tráng, yển sân, yển truy, có đúng không thầy? In Ẩn in tàng này, ẩn thân, in ẩn thứ này, tháng. Ừ. tráng, yển tráng, yển ẩn tàng ấy thầy, Ẩn tàng, che ẩn giấu. dấu đó. Bằng ẩn thân là giấu, In là in sân, giấu mình. bằng yển truy, Giấu đi. yển mi, In mi, đó. In xía, ẩn ta. bằng Giấu đi cái ta. Ừ. vâng. Than chư, than xuây, than quán, than trái, than duy, Ừ. than quang, than phúa, than trái, Than trái ui à. giời, Than chuẩn luôn, u than u, than tamo huay quên lu. luôn đúng Không ạ? rồi tôi à Chân luấn, chân pen, chân túa, chân túa đây rồi, rồi chân chủy bằng chân thủy, à chân tá, à chân chân đá à. Chân có tụ được không? chân tụ họ À, còn cái chữ chân mà nó có một bên tày gãy nhưng mà bên nó gần giống như là trong cái chữ chén đấy là kiếm tiền đấy đấy, vâng à, đấy phải cái bộ tay gầy với chữ chân này là kiếm tiền chân vâng chân chân chén kiếm tiền đúng thì lại thế lại khác cơ đấy. rồi tiền ở đôi bàn tay mà này có bộ tay gầy bảo sao hồi xưa Bác Hồ giỏi tiếng Trung đúng rồi học tiếng Trung từ nhỏ là giỏi Vâng. sử dụng cái sử vị cái xe truy dự à, tiếp chị Mai Mai làm tiếp được không tham ơn Phu Chi khoa Tham yêu mà phu chi快到40岁才有这个孩子，所以特别疼爱。họ vợ chồng họ sắp đến 40 tuổi mới có đứa con này, vì vậy mà rất là yêu quý. Khoai tao cải trắng chang chin. Shanghai nama ta, zai shuo ni you bu zhi dao di zhi. Zenme neng zhao dao ta ne? Thượng Hải rất là lớn, Thượng Hải lớn như vậy. Hơn nữa, bạn lại không biết địa chỉ. Làm thế nào để có thể tìm được anh ấy đây? Zai shuo cải trắng khoang chiao. con trẻ thôi Họ đối Trung Quốc kinh tế phi thường cảm hứng thú, vì vậy tham gia một cái kinh tế huấn luyện ban. Anh ấy rất là yêu thích kinh kịch Trung Quốc, vì vậy mà tham gia một lớp bồi dưỡng luyện kinh tập kịch ừ. bồi dưỡng kinh kịch. Sư sư phi thường cải Oh. trắng phua. Ừ. Hẳn lý xẻn tha sư chỉ khoa lý đó. Lý thần mà cảm chế bố tao nữa. Rất là rõ ràng. Anh ấy là một người, anh ấy rất là thích bạn. Mai Bạn mai 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 khoan, dạ. hôm mai phát âm chữ 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 n này hay thế nhỉ, chữ nơ hay thế nhỉ, chữ nơ hay thế chứ. Ô phát âm lại cho mình nghe cái xem nào, để bắt chước chữ chữ nơ sao để nghe nó văn minh, mà chữ nơ nó hay mà thả nó nhẹ nó văn minh thế nhỉ. Không, chữ nơ của ông là nơ là không được, chữ nơ của bà ấy hay cơ. Đấy. Đúng thế này. Đấy, chữ nơ nó nhẹ mà nó lại làm sao mà nó đúng trọng tâm mà nó hay cơ. Thì của thầy thì lơ của thầy là nơ nó nặng quá. Lẳng lơ thế ạ. Của ông là ông lẳng lơ. lơ Công chúa thải mắng nỉ nó. đấy Ní tầm, ní tầm mà cảm chế bố tạo nó. đấy chứ Ừ. nó không À chứ sự
Minh Không, Xiển. làm sao mà nó lại phát âm được chữ giữa cái n n cơ đấy, là hay thế cơ đấy. Hay 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 À, Minh Xiển cải成分明。đấy.假期我们一起去欧洲玩一趟，怎么样？Kỳ nghỉ chúng ta kỳ nghỉ này chúng ta cùng nhau đi châu Âu du lịch một chuyến nhé. Tạm mà cải trắng giả. Ừ, dạ dạ Thì như thế được không? Vì là an toàn, tôi nên rào rào yuan cháu ta lu để cho an toàn. Tôi thà rằng đi đường vòng. Thì có từ ninh yuan cải trứng ninh Ninh thuận. ẩn. Ừ. Đấy. Thầy nhớ đây, thầy đọc đi. Đó. Chuyển giữa sự hứa tới sự ủy thiên khung. Đâu ạ? À? Đây. Thì như hôm nay chưa chưa chuẩn bị bài hay sao ấy, đọc chậm Mình hắn còn đang bị vương vất cái chữ nơ lắm. nơ trong đầu nơ nơ Sư sư không? Tại mà sao nào? Ủa cái nị chỉ cái lý rú. Ủa hẳn sĩ quan Trung Quân, nị nó. Không, bà phát âm nó hay cơ. Nó không phát âm quê mùa nhưng là tôi với ông Thọ chữ nơ. Có thể à, có mỗi một từ đó thầy thầy khen quá quá thầy. Nị Không cua chẳng là xin cô xe cô rồi. chẳng. Không, cái gì hay là cái gì ưu thế là phải phải đúng là phải nhận xét nhau chứ thầy thầy có công nhận không ạ? Vâng. Tôi ạ. À. Ừ. Vâng, của tạ chủ phô trai trang chín sàn sứ xoay sứ trái chảo tao ti y phân cung chua. Sao lại nó có cái dấu tay của thầy để đấy nó là chữ gì đấy? Kìa thầy 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 thế cái dấu dấu tay à đấy, à chữ thà. À, Đấy ta là giản chân si cho cái chi con chó khôi. thầy ạ. À? Trông cái gì là bàn tay ấy. À, ta hẳn chân chân si chưa cả chi huy à, mấy then à, mấy mấy then phây chỉnh quang sứ và mấy then phây chỉnh quang sứ tạo cung chùa à, che sang à, chú mù chứ nhỉ chú mù hẳn chín sen thế à, chín chén và chín Chín chén chén. khen ý tạo dư sự sư trợ chén chén và chen 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 phu số chứ nhỉ phu số chỉ lái cái Thì này là phụ huy này nhỉ? phu Phụ huy duy phu chỉ ủy chỉ lái giàu có lên. Chín chén. vâng cái ông của tôi đấy vâng tổ phụ là ông đúng không ông của tôi đấy thì ở cái khi mà gần 30 tuổi ấy, thì mới tìm được một cái công việc ông ấy rất là trân quý cái cơ hội này mỗi một ngày ấy thì đều là dốc hết cái sức lực để mà làm công việc. Và thì dốc hết công việc dốc hết cái sức lực để mà làm công 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 việc mà vợ của ông ấy thì rất là khuyến khích hơn hơn nữa là dưới hơn hơn nữa thì lại được vợ của ông ấy rất là khuyến khích thì cuộc sống và cuộc sống ở trong cái gia đình ấy thì dần dần là giàu có lên. Tháng thấy Tôi không hảo. Tiếp ạ. Đây là một câu tiếp. vâng khâng phủ và khâng này phủ này si cai cha Từ này là chuyện đấy thầy ạ. Si cai cha Vâng, si cai cha ráo sinh sang chảo châu xin tạo nhá ý chảo cơ của xin sang không phải ráo chảo xin chéo á thầy vâng chứ ráo nó không có bộ nhân đứng thế à
Chèo Chẻo ở là thế. xin, đúng rồi, chèo xin là may mắn đấy, kiểu Chèo hãnh, xinh. nó mắn Việt là kiểu hãnh, Chèo xinh là thế. chèo xin đúng rồi. Đấy. Chèo xinh. Tiêu hãnh cũng được, kiểu hoặc tiêu nghiêu, chèo Đây là chữ xin hạnh. chữ hạnh đúng rồi, kiêu hạnh đấy. Hạnh phúc. Vâng. Alo. Vâng, thế đọc tiếp đi. Vâng. Thăng châu tạ ý cưa oản san. Của trí trợ trừ xính chưa với che. Pu xẻo xin xoay xin nở ý cưa ta. À, ta ở đây thế thì mình phải đọc là một cái hố đi rồi. Thì chắc chắn là một cái hố À ta không. khâng. Đúng không? Ta khâng, ta khâng. À, phá thì là ý khang. Yên ái sư phu chin chủng su tợ dấn hoa, đây là dấn Cái này dấn là hoa động từ thế ạ. Trồng vâng, su the rắn hoa đó. dấn hoa tợ, dấn hoa tợ si cai si cai xoay cua Đúng là rồi. xấu gì ở pây, xấu gì ở pây cha, đây là phải điền chữ cha đi, chữ cha cua là Cái này là sen xuệ chứ chứ liếu thế ạ. Alo alo. mọc tươi Vâng. chảy ra. Vâng, cả cả cái nhạc nghe được không ạ? Ồ, Có. nghe rõ. Vâng. Sen xuệ, vâng, sen xuệ chứ liếu. À. Xỉa. Sen xỉa thấy. Xỉa, đọc là xỉa giống từ viết đấy. À. Chỉ hoặc xuệ đều được thầy nhờ. Đúng rồi, nhưng mà Mộc. trong trong Xuệ. nó định nghĩa là có hai âm đọc, trong thực tế toàn thấy đọc là xỉa. À, thế à? Liếu Vâng. xỉa. Vâng. Hái xoan chẻo xin. Vâng. Chẻo xinh. Chẻo xinh. Hố thấu mấy sư. Củ, củ thấu, cốt đầu. Vâng. Củ thấu mấy sư. Ủa chữ hảo. Thuê trợ chư xính chưa. Y. Y đây là y. Y cha thế. Đi cha, châm, chọc. Y cha. Y quải Đâu, tợ. cái này là À ý đâu, chuyện y phải y chưa? Phê chê, y chê, y chê. Rồi, vậy. bị chê chê, đúng rồi. Khuyết tật Ý đấy. chuyện đi phải đi đi tập tành như Tập thầy. tễnh, đúng không? Y Phê vậy. chuế, chuế chứ, À, chuế. phê chuế, chuế, À, chuế, chuế. chuế, y chuế, y quải. Cái tợ Tất chỗ với chậu lại luôn, quên chắc. vâng. Cái đêm của cuối cái tuần trước ấy thì tôi đạp xe đạp về nhà thì không cẩn thận là ngã xà nhào xuống một cái hố lớn. Thì sau khi mà đứng dậy mà nhìn ấy thì hóa ra thì gần đấy thì có một cái hố và dấn qua là gì ở thấy? Người đào Chỗ này là qua nó bỏ đi danh từ thì hóa ra là cái hố mà cái người trồng cây gần đấy đào. đúng không? À, thì ra là do người trồng cây gần đó đào lên, phải không ạ? À? Ừ. Đấy. À, đầu đầu gối thì bị bong chóc rồi. Và tức là đầu đầu gối thì bị bong chóc rồi. Cái tay thì cũng tay cũng bị bong chóc, phải không ạ? Đúng rồi, Tay thì bà bị thương như thế bị ạ? thương. Vâng. À, tay cũng bị thương, máu tươi thì thoát ra. Ô là chữ liễu là nó trực lưu, có nghĩa là thoát ra được đấy nhỉ. Rồi, chào Máu ra. tươi chảy ra thế ạ? À, máu tươi Ô. chảy ra. Tôi cũng dịch là thoát đấy. Nào. Rồi, Con lại không thấy tiếp. học gì nhỉ? Tiếp tiếp Phải thôi. soạn chảo xin Ừ. vẫn còn may mắn. Vẫn còn là may mắn thì đầu thì vâng, đầu thì lại không có việc gì.
thì Phủ thầu, phủ cần thầu xương như thế, xương không sao. à, vâng, xương, vâng, xương đầu đấy, xương đầu, thế thì đầu thôi, Phủ thầu là xương như thế nhỉ? Hay là phủ thầu là xương đầu nhỉ? xương 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 chứ Đó. thâu này, chức năng của nó chỉ là hư từ thôi. Đúng Nếu mà rồi. chịu thấu đúng một mình ý, Cốt thì nghĩa hoặc là là cái đầu, nhưng à củ vâng, thẩu là hư từ, xương xương. vâng, xương cốt không sao, cũng may mà xương cốt là không sao đấy, chỉ cần là chỉ cần là thế chỉ cái đành là tôi chỉ đành là đẩy cái xe mà thập thỉnh Tập tễnh đi về nhà. Tôi thập đành thỉnh phải đẩy xe tập tễnh đi về nhà. Thế ạ? khỉnh, hoặc là trong miền Nam người gọi là đi cà nhắc ấy mà. Vâng. Phải không ạ? Đúng rồi ạ. Trong trong Nam người ta gọi là đi cà nhắc mà. Ừ. Mắt còn tiếp đi ạ. À, tiếp theo. Vì qua khảo lý tờ sử ủy chuyển tờ sư đang tờ vị trí. Chín thiên nhỉ chu mến sứ. Cái này là điền đúng không? Ta. Ta chín thiên nhỉ chu mến sứ can má do tai. Báo ý sẵn đó. Trời đẹp như vậy. Khi mà bạn đi ra ngoài. Hà cớ gì lại. Thì khi mà bạn đi ra ngoài sao lại phải mang ô đi? Tao. Ủy chí ý cơ rấn sơn chỉ. Tao cũng rủ chào cơ phấn dầu xua chu lái cân khọ. Chi bằng thà rằng một mình tức giận thì chi bằng hãy tìm một người bạn nói ra có phải tốt hơn không? Phụ chi Câu nhà này đánh cũng ta là vâng. khoan chị Phụ ạ, chi ném đây đánh đây ta là khoan chị ạ, sân thí chữa bộ Khoang hảo. chỉ thân thể dễ bù hảo của bộ phong xin thay cái lần chưa lủy xín. Bố thì bố cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe thì cũng không tốt, tôi không hơn nữa sức khỏe cũng không tốt, tôi không yên tâm để ông ấy đi một mình, đi du lịch một mình. Nào Mà tôi cũng À, lỡ Ninh khẩn chư chỉ chư thiện khuê Dễ bù yên rằng phẳng nhậu chư khuê. nay cứ thỉnh thoảng ông Thọ nhà mình ông nơ đánh đi đâu xong ông vào ông hấn hảo một câu Giật cả mình. em vẫn nghe này chứ, thế đúng cả thế rồi lại chê à. Anh ấy một mình chịu thiệt thòi cũng không muốn để cho bạn làm bạn mình chịu thiệt thòi. Phân mình tha phân mình cháu nỉ chưa phang xăng chảo lái rồi nỉ chẩm mà mấy khan chen tha nữa. Anh ấy rõ ràng là đang hướng đang đi đang Nhìn về, đang đi về phía bạn, cháu đó bằng cái cháu từ xẻng. anh ấy rõ ràng đang đi về phía bạn. Rồi. Tại sao bạn ấy không nhìn thấy anh ấy nhỉ? À. Sư quẩy được, ăn sư rấn. Cẩn thận là sư quẩy được. Chứ cần chứ thẻo cua thôi mà. Không xin. Này người ta bỏ qua, tôi bỏ. Thằng này phải. Họ sẽ xế xỉa. Chưa biên. Nhiều. Chưa bên phương khơ quấn cao su ở bên chưa giang ý cơ tao đi tua rấn phú giao khi quang thay tua phú giao tung si nghĩ tờ chiêu phú giao truy chân tua chiêu sư chân lái giữa sở vũ trụ tạo ta Tao vô vô rủ. rũ ta vô rũ phu chu ý phân nổ đi giữa tao ý phân sâu hùa nị trai nị mân của che dĩa diệu chưa rang tợ choán xua hùa cu sự mà chỉnh chan trao nên sĩ ổ chẳng ý cưa nây sư tợ cu sự với ý súng cu sự pha sân tợ sứ chen đi tiền tây chỉ cậy rấn tợ chỉ pha tẩm chỉ phăng men lái lái chim sụ chính nghĩ chân lái tạ tung su Giảng sư, không phải chỉnh sư. Giảng thuật. chẳng vàng chẳng su vàng chẳng su chính nghĩ
À, chân lái tạ tung si sở vũ trụ quấy thí chư su bu sở dúy sư bài chữ chính sở mấy chi sao y xe Chứ chỉ tơ cái biên xe đó alo đấy. quấy quấy đi học Sao mấy bên sẽ sẽ mang Tôi chưa viết xong, thầy. cái lạ đó Tôi cũng sư. thủ thủ Chúng ta không luân qua sư sư đâu. chúng Chúng ta đều giống nhau. Cử chỉ.我们是一样Sư十分Hàn thủ phiền. Dưa số thầy nhỉ? Dưa số xe liền. Mình không phải số.熟悉À số xí熟sao悉lại quen thành thuộc ấy sao tụ mình tập lại đấy sao mình đọc cái chữ này lại trở thành chữ dưa số nhỉ? Ôi chết rồi. Số xí. Đấy. Rồi. Đây là phi phí cửa khứa. Có phi khứa. Phi khứa và bị cách không? Đúng rồi, cùng cách. Phí khứa bao thang chai. Phí khứa chán cung chua nhiều thế vâng cái bao cái túi da này là làm ở cái xưởng của được sản xuất ra ở cái nhà máy của anh anh ấy làm việc ở xưởng đồ da anh ấy làm việc ở xưởng đồ da sao vâng chơi sao hồi sáu vâng chú chiếu chẳng sang trái thán đỉnh trái phản duyên trái phan duyến chơi sao tợ tung chua hẳn xoay sáu thổi sáo ở cái trận đấu bóng đá thì cái người mà trọng tài thì thổi sáo cái động tác của cái người thổi sáo của cái trọng tài thì rất là đẹp rất là hay hẳn xoài diếu chỉ xoa diếu chỉ và xoa diếu chỉ dùng diếu chỉ xoa tháng xoa xoa tháng này đây là cái tháng là bờ tường Xóa trắng, xóa trắng. chén và xoa chén diếu chi là gì ở thấy Sơn sơn. sơn ở thấy là vàng Quét sơn. phết sơn ở thấy Quét sơn. đâu Xoa trong từ xoa giá đánh răng nhé. vâng là quét sơn này thế rồi một cái là danh từ ấy dầu chì là sơn còn xoa dầu chì là quét sơn ấy dùng dầu chì xoa trắng là quét sơn lên tường ấy thầy vâng hoặc là dùng sơn xoa lên tường ấy quét sơn lên tường ấy này vâng chân su chân 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 su tôi có nghĩa là giấy chứng nhận là thầy chỉ sự chứ thông tin quảng cáo giao vật không đang giữ chồng su đấy ạ à, chứng su su là là giấy phép giấy chứng và nhận chồng su là giấy chứng nhận hoặc là văn bằng chứng chỉ đấy ạ chỗ này dịch giấy rồi chứng nhận cũng được duy và chúng duy chân su tức là có nghĩa là giấy chứng nhận danh dự ở thầy đúng rồi giấy vinh danh vinh dự đây này vinh rúng vinh vị dự vinh dự chính thư chứng thư không chứng thư vinh chứng thư đây ừ. là chữ chính mà có chữ ngôn là thành chữ chứng vàng Chứng vàng sang xuế chí chèn tha hua tứa lẻo bù sáu khua tứa lợ pu đấy sảo không phải là lẻo khua tứa lợ pu sảo vua tứa là vàng đấy vua tứa là bù sáu anh ấy đã đạt được rất nhiều cái thành tích trong thời đi trong học cái
giai đoạn trong đi cái thời học. điểm và dũng duy và dũng duy chân chân su Vẫn chấn thế su à? Đâu đấy cái này nó là cả câu sang xuế chi chen tha ấy khua tứ lợ bù sảo rú nguy chẳng su. đấy thì là anh ấy nhận được rất nhiều các cái giấy chứng Giấy nhận danh dự trong thời gian đi học khen. bằng giấy khen đấy, giấy khen trong cái thời gian đi học phải không ạ? Đúng rồi. Đấy, choan sứ kim cương đây, ôi giời kim cương Ừ. đấy. Liên quan Tiếp sư theo. phụ, nếu có choan Nếu khẩn mình cũng có hai cục, một cái cục thì một cái cục bằng nắm tay với một cục bằng một Sư. À, sao lão sư nào? mấy yếu không mấy Không yếu. hiểu. Ừ. Chả cho sứ như yếu khẩn tua, chân thì cho sứ như mấy yếu. Có một cục bằng một cục. Cái một cục bằng một cục ấy là cái cục gì ạ? Mà Bây giờ trên mạng nó đang có cái là 8 trừ 3 cộng 3 thì bằng mấy? 8 trừ 3 Cộng 3. và cộng 3 thì bằng 8. À. Nhưng có cái kết quả thì ra là bằng bằng 5. 5 8 trừ trừ 3. 3, 8 trừ 3 thì còn 5. Mà Nó cộng 3 nữa phải không ạ? 8. Ừ. 8 chứ. 8 cộng à, hay là 8 cộng, hay là 8 cộng 3 trừ 3 nhỉ? 3 trừ 3. Đúng rồi, có một cái bài là 8 cộng 3 trừ 3. 8 cộng 3 trừ 3 thì cũng bằng 8 rồi. À, hôm nay phải Đấy. xem TikTok Bằng 5. mà còn đưa lên. À, rồi tiếp ạ. Đầu in ở khan đầu in. Đầu in nữa. À, tiếp theo. Chơi yên. Vâng, chưa chen và chưa chen sáu sư và sáu Áng sư phản tráng ứa quầy quẩy. Rất án quầy đỏ. À. quay bằng án quay sang men ráng mảng gì xem mảng Xiang mạn cần phủ xem mảng đầy là trang bằng năm sử. Ừ. Xiang mạn là trang bằng sử. cái đồ trang sức này thì vô cùng là đắt giá. Thế cái mặt trước của nó thì được khảm bằng đá kim cương. Úi dồi ôi. Kim cương phủ đầy kim cương. Khảm chứ thầy. À khảm không? Đó, đây là khảm đây này. Nó là Ờ, khảm ấy. trong cái từ mới của mình có đây. Nạm ấy. Vâng, khảm nạm đấy ạ. Vâng, đây chữ Vâng. nạm. Vâng, khảm nạm. Đấy, chỉ sư. Trong cái ngôn ngữ mà nó làm trang sức thì chắc là nạm đầy kim cương thì nhỉ? Ừ. Từ nạm này Vâng. nghe có vẻ quen hơn. Vâng. Chỉ sư là thông báo giao vật. Xuyên sư chỉ sư. Chứng duy chỉ sư Sở thông sư báo hữu chỉ sư. Ừ. đồ bị mất cắp và bộ đồ bị mất phải không thấy Đúng cái rồi, này là thông báo tìm đồ vật thôi tìm thầy đồ ạ. vật, tìm đồ bị mất ấy. Vâng, thông báo tìm Xuyến đồ tìm xuyến u vâng chỉ sư phóng sang thia chợ y chang xuyến duy chỉ sư xuyến u chỉ sư và xuyến u và sao lại chữ này mà xuyến u trên cái tường dán một cái tờ mà tìm cái tìm kiếm đồ vật. kiếm đồ vật chơi gian khói bếp chơi gian là khói bếp này đấy. À đấy à, thế thì châu gian là hút thuốc Hút châu thuốc. gian là khói bếp Ừ. đấy. Vào buổi tối thì cái khói bếp bảng lảng bay lên từ các thôn này. Vậy. Thang quản đấy, nghĩa là buổi chiều. Đấy. Chiều tà ấy. Tức là hoàng hôn đấy, tức là Ừ. lúc lúc chập tối hoặc là lúc hoàng hôn đấy Đúng rồi. thì cần ở trong thôn đấy, ở trong cái thôn làng thì mỗi
gia đình đều bốc lên, đều là bay lên cái, hoặc là đều bốc lên cái khói bếp mà. Thì thôi mình Vâng. dịch cái kia nó căn cảnh hơn. Hỏa gian, ngọn lửa. Thoáng của diện Và y thoán hỏa gian, tức là một đống lửa. Hoặc một đống lửa, hoặc một đốm lửa. Một đống hay một đốm thấy. Thoán đây một là có nghĩa là đoàn là nhiều chứ. một 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 đám lửa. À, một đám lửa, đúng rồi. Vâng. Cũng xưa thợ, vâng, cũng thưa thợ hỏa gian là răng dẫn cản chuế hẳn quân loạn. Cái màu đỏ của lửa, của cái lửa đấy, thì khiến cho người ta cảm thấy rất là ấm áp. Tân luôn rồi, tân rồi. Quân loạn thế thôi. Hết rồi. Rồi, hết sách rồi. Còn phần bài Hôm tập nay học nữa. nghỉ thôi, nay học Hôm đến đây thôi. nay mệt Mai ơi, còn học được không? à? Vẫn sớm mà thầy, Ê. Hả? vẫn sớm mà thầy. Thế thì lại cho phần nghe, phần nghe đi. Ok. Chờ em mấy phút nữa để em tí. Đấy, ông. Thứ 20课，金鸡窝。一、听力。第一部分。第一到五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一、近日，假冒劣质酱油横行市场，究其原因，酱油的好坏优劣，广大消费者很难辨别。不法分子就利用这一点，不择手段进行非法生产，鱼目混珠，以假充真，坑害消费者。Hôm nay thầy cứ cho nghe hết cái phần nghe đi. Vâng ạ. Mà nè.二，那年父亲因病医治无效，与世长辞。他在悲痛之余，除发奋读书外，为奉养母亲还需觅一份工作。适逢邮局登报招考邮递员，他便报名应试，侥幸被录取。于是他一边工作一边读书，虽然紧张，却也不觉得苦。三，红皂鸟以搭建奇异的面包烤炉而著称。所谓面包烤炉，并不是真正烤面包的，而是红皂鸟所建的椭圆形鸟巢。鸟巢呈红色，坚硬结实，形状像炉子，当地人称它为面包烤炉。红皂鸟也因此得名面包师。四。面试官说，他们那儿需要的是高级管理人才。问李辉，除了自己的本行外，对其他行业还有什么了解？李辉心中暗想，今天面试八成要砸锅。好在平时常看报纸杂志，对当前经济形势变化趋势略知一二，于是便想到哪儿说到哪儿。五，他是收藏家，然而他的收藏品并不是在豪宅密室里，而是在名胜古迹之间，青山绿水之畔。瑞士最好的宾馆是他的，纽约曼哈顿也有摩天写字楼归他所有。他的大名是卡尔·海因茨·基普。Mình nghe tiếp phần 2 luôn nhé. Bạn có nghe hết điểm. Đi ở bộ phận. Đi 6 đến 10 thí, chỉnh xuyển chú chẳng chuyện đá án.
现在开始第六道实题。第六道实题是根据下面一段采访。严老师，家风是中国人长久关注的一个话题。今天您能不能在这儿跟我们一起分享一下您的研究成果？ 好啊，还是请您先给我们说说什么是家风。家风指一个家庭或家族在长期的生活中逐步形成的对家庭、家族成员认可，而且共同遵守的生活方式、生活习惯、审美观点、价值取向、精神追求等等方面的总和。那看来家风对每个家庭成员的影响都是巨大的。对，长期生活在一个特定的家庭，耳濡目染。 每个家庭成员必然会不知不觉地受到家风的影响，言行举止、性格气质必定会带有这个家庭家风的特征，也会自觉不自觉地朝着家庭所希望的方向发展。良好的家风可以使家人朝积极的方向发展，不良的家风会引导家人走上邪路。家风对我们每个人都是一种无言的教育，影响每个家庭成员的心灵，特别是孩子。 我们发现，有时候孩子有了问题，家长会责怪孩子、责怪老师。也许家长最应该的是反省一下自己。您说的没错。我想，家风对社会的影响也是不可忽视的。对，因为家庭不是孤立于社会之外的，家庭和社会生活息息相通。家风好，会对良好社会风气的形成发挥积极的作用；家风不好，会给社会风气造成污染。确实如此。 古人历来重视家风的培养建设，把家风的延续看作是很严肃的事情。那古时候家风的传承有什么方式啊？有的家庭靠言传身教，还有的家庭以家训的方式形成文字。比如宋朝史学家司马光就给儿子写过一篇短文，告诉儿子即使生活富裕了，也要节省，还要把节俭的家风传给子孙后代。宋朝政治家包拯。 把家风视为家族的头等大事，他的家训只有37个字，大意是说：后代子孙为官者中，如有因贪污而撤职的人，死后不许埋入祖坟；如违背了我的志向，就不是我的子孙后代。真是旗帜鲜明啊！六，以下哪一项是家风具有的特点？ 7. 家风对每个家庭成员的影响是怎样的？ 8. 家风不好会对家庭成员产生怎样的影响？ 9. 家风与社会风气之间是什么关系？ 关于古代家风，下列哪项正确？ 第3部分，第11到17题，请选出正确答案。现在开始第11到13题。第11到13题是根据下面一段话：亲情在我心中一直占有重要的位置，普天之下唯有父母为子女付出而不求回报。 在我成长的过程中，父母给了我很多指导，可当时我总是不明白他们的苦心。记得小时候，我特别喜欢看动画片，常常窝在家里不出去，一看就是一整天。妈妈在旁边看着心疼，提醒我要爱惜眼睛，多运动，把我唠叨烦了，我就会冲妈妈发火，完全不顾妈妈的感受。
直到后来戴上了厚厚的眼镜，我才后悔，那时候咋就不听妈妈的话呢？我们就是这样，每逢路走歪了，父母好心来管，就会习惯性的反抗。还有人更过分，把父母的付出当作是理所当然，甚至认为是父母把自己带到了这个世界上，就应该让自己从小浸泡在幸福之中，生活得无忧无虑，好像是父母该自己的。十一，关于父母可以知道什么？十二，说话人后悔什么？十三，有人更为过分的行为指什么？第十四到十七题是根据下面一段话。一只兔子常常大晚上的抱着膝盖坐在树下欣赏夜空。月亮圆时，它很快乐。瞧，月亮像一面镜子，多美呀！月亮缺时，它也很快乐。哈，月亮像一只美味的香蕉，真有趣。月亮隐蔽在乌黑的云团后面。他仍然快乐，看，星星代替月亮来陪伴我了。神见这只兔子如此爱月亮，就对他说："既然你喜欢月亮，我就把月亮送给你。"兔子高兴极了，"您是说，从此以后月亮就属于我了？"对，它只属于你。兔子高兴得都快哭了。然而没有多久，快乐的兔子就变得不快乐了。月亮圆时，他担心月光会招来与他争夺月亮的对手；月亮缺时，他疑惑是否有人偷走了一块；乌云蔽月，他生怕月亮被云夺走。总之，兔子变得心事重重。兔子问老树："为什么我得到了，反而不快乐了呢？"老树回答："因为你总是在想，这是我的月亮。"对呀，月亮不属于我的时候，我是真心的欣赏它。我得到了月亮，就有了独占它的欲望。其实，从前的月亮和现在的月亮没什么区别。嗨，这不就是贪婪带来的苦恼吗？兔子彻底醒悟了。十四，兔子怎么看待月亮？十五，神把月亮给了兔子，兔子是什么心情？十六，得到了月亮的兔子为什么变得不愉快？十七，兔子最后悟出了什么道理？Bài này xong người ta phát âm nó diễn cảm hay ghê. Đúng là giọng đọc chuẩn quốc dân luôn đó. Mai第三mai mai部dịch分，lại câu đầu đi.第11到17题，Đây đây em请tìm.选出正确答Rồi, nó bị tua lại. sao thấy Ok. anh ạ? Mai dịch 5 câu đầu đi. Vâng, thế dịch năm năm câu này rồi nghỉ một thể thế ạ? Học tập. Xin rồi. Thế mấy cái câu này em thấy nó cũng nhiều từ nhiều ấy, thế nhiều cái khó, nó không phải phổ biến như mấy cái bài sau. Mấy bài sau nó dễ hơn đúng không, nhìn lên từ nó dễ hơn.
近日，假冒劣质油江恒，假冒劣质油江恒行社长，究其原因，油降的好坏优势优劣，有吗？优劣，容我来。嗯，能油降啊。的好坏优劣，广大消费者很难辨别，不法分子就利用这一点，不择手段进行非法产生产，鱼目混以以鱼目混珠，以假充真，坑害消费者。gần đây cái dầu mà cái xì xì dầu hoặc nước tương, gần đây nước tương có chất lượng kém giả mạo tràn lan trên thị trường. Nguyên nhân là do cái người tiêu dùng khó phân biệt được đâu là nước tương tốt, đâu là nước tương kém chất lượng. Cái những cái những kẻ vi phạm pháp luật, những kẻ phạm tội đã lợi dụng điều này, không trừ thủ đoạn tiến hành sản xuất trái phép, gọi đây là vàng thau lẫn lộn này, cá trộn với châu châu báu ấy. Vàng thau lẫn lộn, ý giả trung chân là thế, lấy giả làm Với thật, giả làm thật. lừa dối người tiêu dùng. Khăng khải là lừa dối đúng không? Khương khải, khương không phải cân, khờ. Khăng à? Khăng Khương, khải. khương khải hãm hại. Chữ K và chữ H đọc y hệt như nhau. Chữ K khác chữ H một chút nhỏ nhỏ là bật hơi thôi. Mà không bật hơi cũng được, đọc y hệt như nhau thì nó mới đúng. Đọc mà bật, bật mạnh quá là nó sai đấy. Đâu nhở? Cái từ này là từ Khương khăng khải. Ừ. khải. Khăng khải sao phải trở chứ không phải khăng đúng không? Khăng chứ Rồi. phải khăng đúng không? K. Có thế, chữ này chữ K đúng rồi. Khăng khải. Đúng rồi, bật hơi. Khăng khải sao phải trở làm hại người tiêu dùng. Na nian fu qin in bin yi zhi wu xiao. Yu shi chang ci. Ta zai bei tong zhi tu. Chu fa ben fa ben du shu wai. Wei, cái từ này là gì đây này? Wei, Wei phấn Wei phấn Wei phấn yang mu qin hai xu mi phân công chua. Sư phấn yếu chú tân bào trao trao khảo yếu tì yuán. Tha bèn bao mình sư tha tha bèn bao mình in sư.侥幸被录取，于是他一边工作一边读书。虽然紧张，却也不觉得苦。Right. Năm đó, bố vì là chữa trị bệnh tật không khỏi, không có hiệu quả. Thì cái này ủy sự tráng tứ Cái cuộc là gì đây? chết sớm Thì đã sớm đã lìa đời đấy, đã sớm sớm đã nói lìa lời từ biệt thế với thế giới đúng không? đời. Đúng rồi. À, Đấy. thì đã mất. Hai trại bây thung chư thú, anh ấy cái lúc mà đau buồn Chú ý nhé, chứ phải thú đâu. Vây chư ý thung, á, chú ý. chư ý là gì thầy? Ý là dư, là bên ngoài. Ngoài Anh ấy ngoài ngoài cái cái nỗi đau ra. anh Ngoài cái nỗi đau ấy, ra. ngoài Thì nỗi anh ấy anh ấy ngoài sự đau buồn còn còn. chăm chỉ đọc sách Đâu. để thờ phụng Để phụng dưỡng bố phụng dưỡng mẹ. bố mẹ, Đúng. Phụng dưỡng thì mẹ thôi. còn Phụng dưỡng mẹ thôi, làm và gì có phụng dưỡng bố. mẹ ở đâu mà bố mất Để phụng dưỡng mẹ rồi. thì còn tìm kiếm một công việc vừa hay là bưu điện đăng báo tuyển Nhân viên tuyển người giao đưa bưu bưu phẩm. thư, tuyển người đưa thư, tuyển dụng người đưa thư. Anh ấy liền đăng ký thử, anh ấy liền đăng ký
Thi thử, rất là may mắn anh ấy đã được nhận. Vì vậy mà anh ấy vừa làm việc vừa học tập, Ông mặc bỏ cái dù là câu thi thử đi, anh ấy ứng tuyển đi thì ứng tuyển ở và ứng ứng thi thì lấy chữ ứng tuyển, anh ấy liền ứng là đang ứng tuyển ta. tuyển. Rất may là anh ấy đã được nhận vào Rất may là anh ấy trúng tuyển đi, thế thôi. trúng tuyển. Thế đi nuôi Vì thuyền. thế mà anh ấy vừa làm việc vừa đọc vừa học tập, mặc dù là rất căng thẳng nhưng mà anh ấy không cảm thấy khó khăn. Không cảm thấy khổ sở, đứa khổ, Sao? cảm khổ sở. Ok. Không chào nẻo ý ta đúng không? Ta chèn. Không chào nẻo ý ta chèn chí ý tờ mèn bao khảo lú ở chủ trương số quầy mèn bao khảo lú bình bố sự chân chân khảo mèn bao tờ ở sự không chào nẻo sủa chèn tờ thủa thủa yến xính nẻo cháo nẻo cháo chấm hồng sữa chia in chia sẻ chính trang xăng lú sữa thấy từ này lú sữa cái lò đúng không lú Nào. sữa tăng ti rấn chân tha với men bao khảo lú hồng chào nẻo dễ in sử tứ mình men bao sư Đấy. hồng chào nẻo là con chim gì đấy. Con chim bếp đỏ. Con chim bếp đỏ, Hồng táo điểu, con chim hồng táo này. con chim bếp Táo là cái đỏ bếp mà. Táo là đó, bếp. Táo quân đấy. con chim bếp Chào đỏ chuyên đi. tên tiếng Anh của nó là Red Starbird. Con chim bếp đỏ nổi tiếng với cái tên là nổi tiếng với việc xây dựng những lò bánh mì kỳ quái mà con ti con chim bếp đỏ được đặt tên nổi tiếng vì với việc xây dựng với việc đã tạo nên những cái lò bánh mì kỳ quái. Sở dĩ có cái tên là lò bánh mì không phải là bởi vì để nướng bánh mì khảo mèn bao và nướng bánh mì mà là con chim bếp mà là mà là con chim bếp đỏ đã tạo nên con chim bếp đỏ đã tạo nên cái tổ chim có hình bầu dục. Cái tổ chim này có màu đỏ kiên cố và vững chắc, hình dạng thì giống như cái lò nướng. Người dân địa phương gọi nó là lò bánh mì nướng, lò nướng bánh mì. Chim bếp đỏ hay là chim yến đỏ cũng vì vậy mà có cái tên là thợ làm bánh mì. Nói chung là cái câu này thì bài này thì không hiểu. Không hiểu con này thì cho vào nồi Con chim này còn nói tên còn tiếng Anh của nó là Red Starbird, còn à. dịch là chim yến đỏ hay chim bếp đỏ thì chịu. Bây giờ mình phải xem tên tiếng Anh ấy thế ạ. Mình con À, này còn đặc thù. không không Mèn không sư quan说他们那需要的是高级管理人才，问李慧除了自己的本行外，对其他行业还有什么了解？黎慧心中暗想，今天面试八成要砸锅。好在平时常看报纸杂志，对当前经济形势变化趋势略知一二，于是便想到哪啊，于是便想到哪，说到哪啊，给你点总来了。Chỗ họ thì cần cái nhân tài về quản lý cấp cao. Hỏi là Lý Khuê là ngoài cái chuyên môn của bản thân mình thì anh ấy còn hiểu biết gì về các chuyên lĩnh môn vực. khác, lĩnh vực khác, ngành nghề khác. Lý Khuê trong lòng thầm nghĩ cái cuộc phỏng vấn hôm nay có lẽ là sẽ thất bại. Vừa hay là rất là may là hàng ngày thường xuyên đọc báo và tạp chí, cũng có chút hiểu biết về những cái vấn đề, cũng có chỗ hiểu biết về tình hình kinh tế hiện nay và tình hình kinh tế và xu hướng thay đổi hiện nay. Vì thế mà
nghĩ đến đâu thì liền nói đến đó. Tiểu. Ta是收藏家，然而他的收藏品，并不是他在豪华的，đúng không? Khảo khóa đúng rồi. Khảo Khảo khóa khóa, đâu, khảo khảo trái, trái là khảo nhà, trái, trái Phật, trái là nhà. trạch trạch chứ, nhập trạch thì Khóa là nhập nhà còn gì. khóa là nó phải có chữ khẩu cơ, vâng. Khảo Vâng. là khảo, Khảo. hào trạch, hào trạch tức là Khảo. nhà, nhà đẹp, biệt thự, Vâng. phía Tha. su đấy, bằng nguyên từ phía su đấy. Sao mình nhớ được cái từ này? Khảo trái. Mì trừ lý à thầy? Mì trừ, mì sư, Mì mì trừ sư lý. lì, mật thất. Ở sự. Mật thất. Ở sự tại Minh Sơn Cổ Chi Chư Chan. À, Trinh Sa Lưu Sủy Chư Phan à? Đúng không? Tại Phan đúng không? Chư Phan, bờ, Phan. bên bờ của dòng Đây sông sự Sư. dây hảo tờ binh quản sư tha tờ. Rơi, Binh rơi quản sư, rơi sư, Thụy sư. Sĩ. Đây sự dây hảo tờ binh quản sư tha tờ. Nhiều yê man man khao tuân. Nghĩa sư. Múa thiên xỉa chữ lấu quay tha sổ hiệu. Tha tờ đại minh sư thả ở khải in sứ chi phủ. Anh ấy là một nhà sưu tầm. Đương nhiên những cái đồ sưu tầm của anh ấy không phải ở trong những mật thất hay là những cái tòa nhà đẹp, mà là ở giữa cái danh lam thắng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, và ở bên cạnh núi, ở bên cạnh núi sông xanh biếc. Ừ, núi sông xanh biếc đúng rồi. Con xanh nước Cái biếc nó à, xanh nước vâng, biếc. biết cũng được. Con xanh Cái nước khách biếc. sạn mà đẹp nhất, cái khách sạn mà đẹp nhất ở Nhất cái ở là của anh ấy. Cái tòa nhà văn phòng cao chọc trời Manhattan, New York. Manhattan New York, ở Manhattan New York cũng có cái tòa nhà cao chọc trời mà anh ấy sở hữu. Hoặc Ừ, là anh ấy cũng cũng sở thuộc hữu sở tòa hữu của nhà anh cao ấy. chọc trời. Anh ấy cũng sở hữu một cái tòa nhà cao chọc trời ở Manhattan New York. Cái đại danh của anh ấy chính là Aves hay Kips Ừ, sáng nào. gì đấy. Chung là dịch cái ông này mà chẳng biết ông ấy là ai thế ạ. Ừ. Ghét cái bọn Là Trung Quốc, nói về tại ai? sao nó không phiên âm tiếng Anh mà nó cứ phiên âm cái chữ của chúng nó nhỉ, thôi Vâng, tạm thì cứ để riêng cái tên tiếng Anh của người ta ra. thôi. Chim Vâng. đầu, chim gì thì để chim đấy, Để tên tắt gì thì để tên đấy.